Thời điểm bất lợi nhất của 12 con giáp theo tháng 5 chỉ bàn cách để giảm trừ vận xui. Trong cuộc sống chưa bao giờ hết sóng gió, sinh ra là con người chẳng ai suôn sẻ đến hết cả đời. Xem thời điểm xui xẻo của 12 con giáp khi nào để tránh nhé. 1. Tuổi Tý. Theo thời điểm xui xẻo của 12 con giáp tháng 5 âm lịch năm Ngọ, tuổi Tý nên cẩn thận. Thời điểm này tài lộc của tuổi Tý gặp nhiều sóng gió, vì vậy bạn cần phải thận trọng trong việc đầu tư và quản lý tài chính, chớ dại mà phung tiền đầu tư linh tinh. Tháng 6 âm lịch năm Mùi, tuổi Tý có nhiều hung tinh hãm hại nên trong cuộc sống, làm ăn và mối quan hệ với bạn bè phải hòa thuận, tránh tranh cãi với người khác, đề phòng bị đàm tiếu và rước họa vào thân. Trong các năm Mão vào tháng 2 âm lịch, tuổi Tý sẽ hao tài tốn của, tài lộc kém nên cẩn thận. Nếu muốn bớt xui thì năng làm việc thiện, tu dưỡng bản thân và tránh đầu tư là sự lựa chọn tốt nhất. 2. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu gặp năm Mùi, tháng 6 âm lịch đường tài lộc gặp nhiều sóng gió, nên đừng manh động trong mọi mặt ở thời điểm này, đặc biệt là đầu tư và quản lý tài chính. Tuổi Sửu gặp năm Ngọ, vào tháng 5 âm lịch gặp nhiều thị phi, dễ dính phải tranh chấp, kiện tụng, xung đột, lúc này nên tiết chế sự nóng nảy, bốc đồng để tránh thu hút tiểu nhân gây ra tranh chấp. Trong năm Tuất, vào tháng 9 âm lịch, sức khỏe của tuổi Sửu khá kém, dễ bị kiệt sức và đau ốm thường xuyên. Vì vậy, bạn nên chú ý nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm lý trước khi gặp những thử thách tiếp theo. 3. Tuổi Dần. Khi tuổi Dần gặp vào năm Thân, là tháng 7 âm lịch, tài lộc không ổn định, thời gian này không nên cho bạn bè hoặc người lạ vay tiền hoặc đầu tư lâu dài vào một lĩnh vực nào đó dễ trắng tay. Tuổi Dần mà gặp năm Tỵ vào tháng 4 âm lịch dễ có xung đột, tranh cãi, thế nên trong công việc cứ phải bình tĩnh, làm ăn minh bạch, giữa bạn bè với nhau phải sống chan hòa, tránh xung đột với người khác. Người bất lợi nhất sẽ là bạn. Trong tháng 3 âm lịch vào năm Thìn, dù là con giáp vượng quý nhân hay được người ta giúp đỡ, nhưng vào tháng 3 âm lịch này vẫn sẽ phải hao tốn tiền của, tài lộc kém, nên tu dưỡng cẩn thận, đừng sân si chuyện người khác, tránh đầu tư là tốt nhất. 4. Tuổi Mão. Năm Dậu, tháng 8 âm lịch sẽ bất ổn cho những người tuổi Mão, nên bạn phải thận trọng trong mọi phương diện, đặc biệt là trong đầu tư và quản lý tài chính. Tuổi Mão mà gặp năm Thìn vào tháng 3 âm lịch có kẻ tiểu nhân hãm hại, nên cách tốt nhất an toàn là hãy tự bảo vệ chính mình, thật thà lương tiện, không ba hoa khoe khoang quá nhiều trong cuộc sống hay công việc. Năm Tý vào tháng 11 âm lịch, bạn sẽ thường cảm thấy sức khỏe kiệt quệ, thể chất và tinh thần mệt mỏi, cần nhiều năng lượng hơn để hoàn thành công việc. Tuổi Mão cần phải kiên trì ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý, điều chỉnh cơ thể tốt thì phiền phức sẽ tự nhiên qua đi. 5. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn mà gặp năm Tuất có nhiều sóng gió, bất ổn về tài lộc trong tháng 9 âm lịch. Khi tuổi Thìn gặp năm Mão thì tháng 2 âm lịch có nhiều hung tinh chống lại, tránh tranh chấp với đồng nghiệp, bạn bè. Tình cảm đôi lứa dễ bị lung lay nên dẹp bớt những mối quan hệ khác giới. Trong năm tuổi của tuổi Thìn, tức là năm Thìn mà tuổi Thìn sẽ gặp vào tháng 3 âm lịch, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy kiệt sức và đau đầu nhưng vẫn phải kiên trì ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, điều chỉnh cơ thể tốt thì tai họa và sức khỏe sẽ tự nhiên qua đi. 6. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ mà gặp năm Hợi có nhiều sóng gió bất ổn về tài lộc trong tháng 10 âm lịch. Vì vậy, dù có cơ hội đầu tư và tài chính tốt đẹp đến đâu, bạn cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi tiến hành, đừng đứng núi này mà trông núi nọ. Tháng Giêng âm lịch, năm Dần,
Có nhiều kẻ tiểu nhân hãm hại trong công việc và sự nghiệp, bị đặt điều nói xấu sau lưng. Tuổi Tỵ nên cố gắng hòa thuận trong các mối quan hệ bạn bè, tránh tranh chấp lời qua tiếng lại. Vào năm Thân, tháng 7 âm lịch, tuổi Tỵ tài lộc kém nên cẩn thận đầu tư là tốt nhất. Thường xuyên mất ngủ, phiền não lâu ngày khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn tới tiền bạc bị tiêu tốn khá nhiều. 7. Tuổi Ngọ gặp năm Tý. Vào tháng 11 âm lịch có nhiều sóng gió, lúc này bạn phải vững vàng, đừng để mắc phải những bẫy lớn, nhất là về đầu tư và quản lý tài chính. Có người rủ bạn hợp tác làm ăn, đừng nhẹ dạ mà nghe theo. Năm Sửu vào tháng 12 âm lịch, tuổi Ngọ rất dễ xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp, bạn bè hoặc bị bàn tán sau lưng, nhưng đừng quá lo lắng. Trong khoảng thời gian này chỉ cần bạn biết mình biết ta, lo tốt việc của mình thì vẫn sống tốt, tiền bạc thoải mái chi tiêu. Tuổi Ngọ sẽ cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần vào tháng 5 âm lịch của năm Tuổi. Nhớ sắp xếp thời gian thư giãn hợp lý hoặc thử làm một số công việc giảm căng thẳng, tâm trạng của bạn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 8. Tuổi Mùi. Tháng 12 âm lịch năm Sửu gặp phải xui xẻo. Nhiều người tuổi Mùi sẽ cảm thấy tài vận bất ổn, có nhiều biến động. Vào thời điểm này đừng hấp tấp hành động trong việc đầu tư và quản lý tài chính, kẻo bị phá sản. Năm Tý vào tháng 11 âm lịch thường mắc phải những cái bẫy của kẻ gian ác, vì vậy hãy nhớ sống trang hòa với mọi người nhé. Đừng ham tranh luận với người khác, bạn có thể tránh được nhiều rắc rối trong thiên hạ. Trong năm Tuất vào tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi sẽ cảm thấy thiếu hụt năng lượng và kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Nhớ điều chỉnh tâm trạng, cố gắng lại tâm trạng cho bớt căng thẳng. Ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì cảm giác tồi tệ sẽ nhanh chóng qua đi. 9. Tuổi Thân. Tháng Giêng của năm Dần có nhiều hung tinh ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, cuộc sống gặp nhiều sóng gió nên bạn phải thận trọng trong việc đầu tư và cho vay tiền, tuyệt đối đừng cho người khác mượn đồ trong thời gian này. Tháng 10 âm lịch năm Hợi có nhiều hung tinh hãm hại con giáp này, tuổi Thân trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuổi Thân khá vất vả tự trèo trống một mình, bạn bè với nhau. Chính bỏ 10 làm, phải hòa thuận, tránh tranh chấp, cãi cọ. Còn tháng 4 âm lịch của năm Tỵ sẽ bị hao tài tốn của, tài lộc kém, nên cẩn thận, tránh đầu tư và lựa chọn tốt nhất. Đừng có ham tiền lớn, số tiền đó trong tương lai chưa chắc sẽ ở với bạn lâu dài. 10. Tuổi Dậu. Tháng 2 âm lịch của năm Mão, phần lớn vận khí của những người tuổi Dậu sẽ có biến động. Nhưng đừng cáu gắt, hãy ổn định tâm lý. Vận trình sẽ khởi sắc hơn trong giai đoạn này. Tháng 9 âm lịch năm Tuất có khả năng xảy ra hung họa rất lớn, vì vậy tuổi Dậu phải cẩn thận trong chuyện tình cảm, tính ghen tuông sẽ gây họa cho chính bản thân bạn. Tháng 8 âm lịch vào năm Dậu sẽ cảm thấy kiệt quệ, không nên mang nặng tâm lý quá nhiều, hãy thử sức các hoạt động đơn giản hơn để giảm bớt căng thẳng và xoa dịu cảm xúc. Đừng có quá nhiều động thái trong đầu tư, cảm giác tồi tệ sẽ nhanh chóng qua đi. 11. Tuổi Tuất. Tháng 3 âm lịch của năm Thìn, tài lộc bấp bênh, dễ sinh ra trục trặc bất thường. Lúc này không nên mang nặng tâm lý quá, trở nên manh động trong đầu tư kẻo phá tài. Tháng 8 âm lịch của năm Dậu có nhiều hung tinh hãm hại, nên giữ bình tĩnh trong việc xử lý rắc rối, không nên tranh cãi với người khác, kẻo rước thêm phiền phức vào người. Tháng 6 âm lịch của năm Mùi, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, nên nghỉ ngơi đầy đủ, điều chỉnh chế độ ăn uống, điều chỉnh tâm lý. Sau khoảng thời gian này, tài lộc sẽ được cải thiện. 12. Tuổi Hợi. Tháng 4 âm lịch của năm Tỵ, đường tài lộc của tuổi Hợi hay gặp nhiều sóng gió.
chớ có ý nghĩ đầu tư và quản lý tài chính trong lúc này, hãy thực hiện những kế hoạch một cách chi tiết sau khi thấy tiền bạc đi xuống. Tháng 7 âm lịch của năm Thân có nhiều tiểu nhân hãm hại Tuổi Hợi trong công việc và cuộc sống, nhớ sống trang hòa với đồng nghiệp, bạn bè để tránh tranh chấp thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Tháng 10 âm lịch của năm Hợi cũng chính là năm tuổi của bạn, bạn sẽ bị suy kiệt sức lực. Lúc này bạn nên điều chỉnh lại trạng thái của mình trước, đi dạo ngoài trời hoặc thử các hoạt động khác để thư giãn đầu óc, xui xẻo sẽ từ từ trôi đi.